Chiều ngày 14 tháng 10, Thường trực huyện ủy tổ chức gặp mặt cán bộ công chức nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống các ban xây dựng đảng, gồm ban tổ chức 14 tháng 10, ban dân vận 15 tháng 10, văn phòng cấp ủy 18 tháng 10 và 74 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2022. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức các ban xây dựng đảng, ủy ban kiểm tra, văn phòng huyện ủy, trung tâm chính trị huyện và phó bí thư thường trực đảng ủy và đồng chí cán bộ phụ trách văn phòng đảng ủy 10 xã thị trấn. Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thiều Quang nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng và trưởng thành, các ban xây dựng đảng, ủy ban kiểm tra, văn phòng cấp ủy huyện Vũ Quang đã có sự phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác, tham mưu cấp ủy lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những đóng góp to lớn của các ban xây dựng đảng đã góp phần cùng đảng bộ và nhân dân huyện Vũ Quang vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên giành nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh trong đó công tác tuyên giáo từng bước được đổi mới phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên truyền tăng cường công tác tư tưởng chính trị trong tình hình mới việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh ngày càng đi vào thực tiễn công tác dân vận kiểm tra văn phòng cũng đã khẳng định sự trưởng thành nhanh chóng với nhiều kết quả nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ với nhân dân ngày càng được thắt chặt nêu cao trách nhiệm người đứng đầu kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt từ cơ sở góp phần ổn định tạo sự đoàn kết đồng thuận trong nhân dân phong trào dân vận khéo ngày càng đi vào chiều sâu công tác của văn phòng cấp ủy ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng làm tốt vai trò trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ huyện ban thường vụ thường trực huyện ủy Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị trong tình hình mới. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, kiểm tra Đảng, văn phòng cấp ủy. Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của ngành trong giai đoạn mới, các ban xây dựng Đảng huyện ủy Vũ Quang đã phát huy tốt truyền thống của quê hương cách mạng, phát huy tốt vai trò của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được huyện ủy giao cũng tại buổi gặp mặt đồng chí bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân đã tặng hoa chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của cán bộ công chức các ban xây dựng Đảng, ủy ban kiểm tra và văn phòng cấp ủy trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các đồng chí phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng và trưởng thành, thực hiện tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ tích cực chủ động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tham mưu cho thường trực ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo triển khai các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương của tỉnh và của huyện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội các hội quần chúng trong việc theo dõi nắm bắt tình hình nhân dân tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay